Xin chào quý vị và các bạn, Ngọc Mai đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề vô cùng quan trọng và gần gũi với mỗi người dân Việt Nam, đó là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thực ra, mình đã nghe rất nhiều về Hoàng Sa Trường Sa rồi nhưng mình vẫn chưa thực sự hiểu rõ về lịch sử cũng như các bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Hôm nay may mắn được mời đến đây một chuyên gia hàng đầu để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Tôi là Trần Đại Hải, nhà nghiên cứu lịch sử biển đảo Việt Nam. Tôi rất vui được chia sẻ với các bạn về hành trình khám phá dấu ấn lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngọc Mai nói là đã nghe nhiều về Hoàng Sa Trường Sa nhưng chưa hiểu rõ vậy Ngọc Mai có biết từ bao giờ người Việt đã đặt chân đến vùng biển này không ừ, mình nghĩ chắc là khoảng thế kỷ 17, 18 gì đó chứ nhỉ thật ra câu chuyện còn dài hơn thế nữa từ thời sơ khai của lịch sử tức là cách đây khoảng 3.000 năm người Việt cổ đã có mặt ở vùng biển này các nhà khảo cổ đã tìm thấy hiện vật của văn hóa Sa Huỳnh trên một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa điều này chứng tỏ từ rất sớm người Việt đã hoạt động và sinh sống ở khu vực này rồi. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là cầu nối giao thương, là chứng nhân lịch sử cho chủ quyền của Việt Nam. Điều này thú vị quá. Vậy là lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Vậy cụ thể là qua những giai đoạn nào thưa ông? Chúng ta có thể thấy rõ ba dòng chảy văn hóa ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, tuy riêng biệt nhưng đều gắn liền với biển Đông. Miền Bắc với văn hóa Hạ Long là nền tảng cho văn minh Đông Sơn, cái nôi của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. Miền Trung với người Trăm đã biến Hoàng Sa, Trường Sa thành lãnh địa của mình. Còn miền Nam với vương quốc Phù Nam hùng mạnh cũng chọn biển là con đường phát triển. Và tất cả những điều này đã đặt nền móng cho một Việt Nam thống nhất sau này. Thật sao? Mình cứ nghĩ việc khẳng định chủ quyền chỉ diễn ra ở thời kỳ cận đại thôi. Vậy những bằng chứng nào cho thấy Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử vậy ông? À, chúng ta có rất nhiều bằng chứng. Thứ nhất là các tư liệu chữ Hán cổ của Việt Nam như Châu bản triều Nguyễn, các bộ sử, địa lý, bản đồ đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Thứ hai là tư liệu khảo sát thực địa, các di tích, di vật truyền thuyết phản ánh cuộc sống của người Việt gắn bó với biển đảo. Ngay cả tư liệu của Trung Quốc cũng xác nhận vùng lãnh thổ của họ chỉ đến đảo Hải Nam. Và cuối cùng, tư liệu của phương Tây cũng cung cấp thông tin khách quan về hoạt động chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa. Wow, nhiều bằng chứng như vậy thì thật thuyết phục. Vậy còn việc chuyển giao chủ quyền sau năm 1975 thì sao thưa ông? Việc chuyển giao chủ quyền quần đảo Trường Sa từ Việt Nam Cộng hòa cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau thống nhất đất nước là minh chứng cho sự tiếp nối chủ quyền một cách tự nhiên và phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều này rất quan trọng. Qua cuộc trò chuyện hôm nay, mình đã hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Thật sự rất bổ ích. Cảm ơn ông Trần Đại Hải đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.